Trời ơi, trời ghê trời, mưa xanh, nó thích kì, nó thiêu ghê xanh này kìa đây. Để chút, chút, chút. Wow. 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 Trời. Copyright gì đó. What? Bông bông, mà bây giờ ông sẽ cho copyright vậy? Mà bây giờ nãy do video bị cái gì thôi. Ở đây miền Nam bây giờ ông sẽ chặt luôn này nhỏ đó bông. Chồng, hay chắc sẽ mỉa nó rồi mà play mới đại vậy chồng. Đại đó, play nhưng đại là bông đại rồi. Ờ, hay play là như mà bên này. Nhưng do play trong YouTube là bông. Anh vì đó mới nói như làm phép này đó, vì đặc biệt là khi nông ca pra chùm riêng đôi mình chăm bạch bởi bỏ rõm vì rướng copyright. Nhưng phép này đó nếu vì platform chùm luôn bấy dạy này đó là ai pra chùm riêng rừng môi có pra xâm lến sau này phách ban để ất kết thay ở chùm môi nóng video là bọn này đó nếu đôi mình chăm bạch bởi bỏ rõm vì bánh hạ copyright. Thì mùi Facebook Audio Library. Facebook Audio Library cứ chưa cần lại mùi để ai cho nó thua ca pra chùm môi nóng xâm lến chỉ mỗi nâng sau là phát triển trang đại Facebook bắt bằng cách là nơi khi nóng cùng nóng ảnh hình ảnh ảnh chỉ ảnh thơ ảnh hình ảnh ảnh nhạc đại quốc phần lật mệt cao vì đồ chỉ trang cho tự thuê ca tiên dược mà pra nơi khi nóng vì đồ bắt luôn bạn ảnh kết thay chạm đó 200% bạch bởi bởi rõm vì ca khlem do đồ bắt này là tết hay ở sau mới ní cứ chia đồ bắt này nơi rưu mô có chia đồ bắt này nộp vì bố sau mới nâng cứ trời bạn đã ảnh dương pra để ảnh kết thay đòi bắt chấm hô tại mặt đồ phần tay nhóm trong ai nè chi viên thỏ muối xong mẹp ca pra sau nó cứ chia viên cùng như tập pra là YouTube thì với ai nằm miếng phanh hay là chạy đòn đại dương chia viên dương rồi vào Facebook dương phở tài lời Facebook tới các bạn này hay nên lời nó cứ bị bên ban chạy chia cả tích rưỡi để nhóm ban và hai nên không video mới nắng hay nhớ ai chích là nó liên tam giả video bên nhóm tới cứ nằm khơi đi là việc nên không ca ở tiên vô còn đôi chờ ca phanh vô bằng time vì ở platform mới nắng vì ca tiên dược từ lời xâm lệnh xem xinh cái đôi chơi chùm biển xinh nhưng chắc play mới thấy dân sử lạnh mùi nát dương cho từ tiên dược để khuôn này thì nhạc yeah. Chồng bố platform TV. Platform TV cứ chỉ platform đại dương hai thái chìa YouTube Sound Library. YouTube Sound Library vì mình copy Facebook Sound Library vì mình một nghĩa đôi khi còn là thác môi dùm mẹ phở lửa Facebook môi dùm mẹ phở lửa YouTube bằng tạp pin nên dùm mà phở mùi khi có bán đây còn là thác sự mẹp dụng bóng bằng nhóm nơi khi nông nên nhóm đại trị thơ để mình experience nơi khi nông gàm phỏa phẹp phỏa phụ platform đẳng phí nhắn nhóm recommend nơi nào chia viên cùng dỡ bóng Facebook mà phở cho mình YouTube cùng dỡ bóng YouTube mà phở cho mình Facebook bà dương ai dương ạ phí nhắn cứ dương bà dương cua tại bán chạy việc bán tách việc bán chạy việc tách việc là ô sự mẹp dương chớ nè dạ sự mẹp là bóng phí nhắn cứ dương ai phở phẹp tăng trùm riêng tăng sound effect ban đặc nghệ bị phổ biến miên tăng phí ai cho dương pra ban đặc kết play dương ai cho từ play start mới tới hai bị phổ ớt và sân gì bị phổ rú dương ai check đòn lọc biến máu hay dương như mà đạn này khả năng vì đầu bằng dương bản vì miên tăng chia chùm riêng chia sound effect à lốt ping pong ấy nhắn vậy hay nếu ban đó lấy thay mà đó bạn chơi bắn đi là bảo thằng ngon nắng bờ sân chỉ nếu ai sử dụng mà đạn đẹp đang năng vì đầu bằng rồi bọn này là ngon nhất vì ai cho này đó đấy miền hai này play nơi ở trên ngay cái rồi miền bắc bạc làm thưa ở dương coi lâu vì đâu riêng mua cổ với ai cho này bao nhiêu chọn lại chọn anh nhập về cái rồi chẳng đấy nhỉ platform tỷ bảy platform tỷ bảy này cứ chỉ platform để bán lời phần ta platform này dương ai pra bán tăng lên lượt TikTok tăng lên lượt YouTube tăng lên lượt Facebook nâng platform mua chủng nối tiếp tại mặt đồng all in one phần tay dương thời bán lối đọc ram đó là nơi không mỗi khai phần tay nên đó nên ai miền là cái pra platform mới này ban đã kết thay rồi dạ về mỗi khai đồng 4 phi đồng nó link rồi bỏ nhom ở platform mới này mình chỉ mua thay epidemic sound hay epidemic sound này còn mình là Spotify đấy nhỉ platform mới này mình chỉ riêng miền creator miền artist ra để cho room cho mọi platform mới này để ai cho dương cho tới đặt những thuê ca tiền dục để chia lại cái này follow audio bài âm nhạc của bạn bài well của bạn này tại chỉ phát thông miễn xử lý cho bạn hơi có miễn bài sao được phát đăng này chẳng bởi sân chỉ nghe đó nên là chưa thể ít thôi để miễn trình nấu
ខ្ញុំគិតថាអ្នកគួរតែបង់លុយជាមួយនឹង platform មួយនេះដែលជា platform ឈ្មោះ Apple Payment Sound ហ្នឹងយេយើងអាចបង់ក៏មួយខែ15ដុល្លារហើយវាអាចឲ្យយើង sign in ជាមួយនឹង channel YouTube Facebook page របស់យើង TikTok ក៏ដូចជា Instagram របស់យើងអញ្ចឹងពេលយើង sign in ហើយគេឡើងចាក់យើងហើយឧទាហរណ៍ចែកបើអ្នកអត់គាត់ទៅសួរខ្ញុំថាបងបើសិនជាខ្ញុំបង់លុយនៅក្នុងខែ1អញ្ចឹងពេលដែលយើង sign in ហើយយើងយក playing នឹងមកប្រើនៅក្នុងខែ1ដល់ពេលដល់ខែ2យើងឈប់បង់តើគេអាចមកចាប់អាវីដេអូនៅក្នុងខែ1នឹងអត់បានអត់អត់ឯគេចុកគេនឹងអត់ចាប់យើងទៀតទេនិយាយទៅតែយើងបង់ហើយយើងប្រើហើយគេចាប់ហើយយេដល់ពេលដល់ខែ2យើងចង់ឈប់ប្រើឬមកយើងមិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការបង់ទៀតយើងឈប់ប្រើទៅយើងឈប់យកជំនាញនឹងមកប្រើទៅគឺបានហើយបើសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំបង់ជាប្រចាំខែអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំចូលចិត្តបែបលក្ខណៈនៅពេលដែលខ្ញុំទៅណាមកណាខ្ញុំស្ដាប់តាម Spotify ទៅប៉ុន្តែខ្ញុំស្ដាប់ channel របស់ Apple Music Sound ហើយខ្ញុំអង្គុយ share វាទុកអញ្ចឹងខ្ញុំមើលភ្លេងណាសម្រាប់ល្អសម្រាប់នៅក្នុងការដាក់ចូល vlog ខ្ញុំឬមើលវីដេអូមួយខ្ញុំខ្ញុំយកមកដាក់ចូលទៅដោយសារតែខ្ញុំមានបងលុយស្រាប់ចង់ញោចាំបាច់ត្រូវភ័យគេចាប់ដោយសារគេឲ្យយើងប្រើជាលក្ខណៈ subscribe យើងអាចយកមកដាក់ channel YouTube យើងក៏បានយើងអាចយកមកដាក់នៅក្នុង Facebook ក៏បានហើយ platform មួយនេះខ្ញុំបាទ recommend សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមែនទែនហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់បានសាក់លបងទេអ្នកណាគួរតែសាក់លបងដោយសារតែអ្នកណាអាច register តាមរយៈដំណល link ខ្ញុំបានដោយ free រយៈពេល1ខែដំបូងតែម្ដងដោយមិនចាំបាច់បង់លុយក៏បានដែរយេព្រោះតែបើសិនអ្នកពេញចិត្តចាំចូលដល់ខែទី2ចាំបង់លុយតែយេពីព្រោះ playing របស់វាគឺអាចទទួលយកបាននឹងចម្រៀងវាមានជាប្រភេទ mode ជាប្រភេទ theme ឥឡូវយើងចង់បានបែបមិនបែប vlog ឬមួយក៏បែប mode sad ឬមួយក៏ happyឬមួយក៏ angry អញ្ចឹងវាមានច្រើនមែនតើហើយ sound effect អាទីងតាំងទុំអីនឹងដាក់នៅក្នុង video យើងគឺវាមានច្រើនអញ្ចឹងវាល្អមែនណាសម្រាប់ creator របស់យើងហើយខ្ញុំគិតថា video មួយនេះគឺជា video មួយដែលល្អនៅក្នុងការចែកមើលជូនទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង complete ជួយចែកមើល video មួយនេះទៅកាន់គ្នាយើងផ្សេងទៀតដាក់តមិនដឹងផងហើយបើសិនជាអ្នកចង់ឲ្យកដោខ្ញុំអ្នកអាចទៅលាក់ star នៅក្នុង video នេះបានឬមួយក៏អាចខ្លាចទៅជា supporter របស់ខ្ញុំនៅលើ Facebook ខ្ញុំបានដែលមានតម្លៃចំតែ 1.99 ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនឹងអាចតាមបានជាមួយនឹងវីដេអូផ្ដាច់មុខជាច្រើននៅលើ Facebook Page របស់ខ្ញុំនឹងអាចជួញជាមួយនឹង Facebook Group របស់ខ្ញុំ So bye bye